đoàn Bắc Giang năm đồng đỏ gặp với những đoàn Bắc Giang các bản thân. Mời đây thảm đoạn hai bên bàn thủ tướng các trọng tài chuẩn bị vận động viên chuẩn bị trận đấu. Trận đấu kết thúc với phần thắng tuyệt đối thuộc về đội tuyển quốc phòng xanh đoàn Bắc Giang.